Việc ăn uống lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe. Dưới đây là 6 loại rau củ quả giàu dinh dưỡng bạn nên bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày để cải thiện sức khỏe một cách tự nhiên tại nhà. 1. Bông cải xanh. Bông cải xanh chứa nhiều vitamin C, K và chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm viêm và tăng cường hệ miễn dịch. Nó cũng giàu chất xơ, giúp cải thiện tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. 2. Cà rốt cà rốt nổi tiếng với hàm lượng cao beta carotene mà cơ thể chuyển hóa thành vitamin A, giúp cải thiện thị lực và làn da. Nó cũng chứa chất xơ, vitamin K và kali, giúp kiểm soát huyết áp và bảo vệ sức khỏe tim mạch. 3. Củ dền. Củ dền giàu chất xơ, folate và manga, rất ít calo. Chúng cũng giàu nitrat mà cơ thể chuyển đổi thành oxit nitric, hợp chất giúp làm giãn mạch máu. Nhờ đó, Bổ sung củ dền trong chế độ ăn uống thường xuyên có thể giảm huyết áp và giảm nguy cơ phát triển bệnh tim. 4. Lựu cung cấp các chất chống oxy hóa và polyphenol, chống lại stress oxy hóa có thể gây bệnh trong cơ thể. Đặc tính chống viêm của lựu có thể phòng các bệnh liên quan đến não. Lựu chứa các chất dinh dưỡng carbohydrate, chất xơ, kali, canxi, vitamin C, K. Nó còn có vị ngọt nên bạn có thể thêm vào sữa chua, lát rau quả. 5. Táo táo chứa nhiều chất xơ, vitamin C và chất chống oxy hóa. Ăn táo đều đặn giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, cải thiện hệ tiêu hóa và duy trì lượng đường huyết ổn định. Vỏ táo chứa nhiều polyphenol, một loại chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ cơ thể khỏi stress oxy hóa. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng